Dù không có mỏ than nhưng hàng chục bến bãi tập kết than sơ sài, kèm theo đó là hoạt động sơ chế than không phép khiến cho đường xá bị bụi bẩn xuống cấp. Bầu không khí thì lúc nào cũng ô nhiễm suốt nhiều năm qua. Đó là câu chuyện mà người dân ở khu dân cư Linh Đông, phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương phản ánh đến kênh VTC1. Dù không có mỏ nhưng than có ở khắp nơi. Than về trên bến sông, than qua bãi sơ chế, than bay ra đường và tràn vào nhà dân. Dù gần sông nhưng những căn nhà này lại chẳng thể đón gió. Nhà nào cũng bưng bịt kín. Nếu không che chắn thì khó có thể ngăn được cuộc xâm chiếm của bụi. Chẳng thể bán nhà để rời đi, những hộ dân này đành chấp nhận vật lộn sống mòn cùng bụi. Ở sát cái đường này lắm hôm là than do là bắn vào đến tận cửa, lên lúc nào cũng phải đóng cửa 24/24, không dám mở. Mà đóng cửa rồi mà vẫn bụi. Tắc không thở được cơ, nó cứ nghẹn hết cả cổ không thở, nó cứ như này bóp chặt cổ khế khiếu không khí. Tức là nó không còn không khí để có thở nữa. Nên nó khổ như thế, nó cứ xả cái mùi gì mà kinh như thế. Hoạt động bến bãi, vận tải đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Còn thứ mà người dân được hưởng ngoài bụi và tiếng ồn thì còn là cả những vết nứt như thế này. Các cái phương tiện nó đi qua lại đây đấy, thì nói chung là phương tiện toàn cái ô tô là trọng tải lớn. Nó đi qua thì nói chung là có rung động đến đường rồi đến nhà cửa của hai bên hành lang của đường. Nhà nào cũng kêu rung. Các chị cứ nhìn đây là biết này, nó lất đi. Nó lất dọc từ suốt ở trên kia xuống cái này, lất to đấy chứ không phải lất bé đâu. Theo như cái giấy tờ hợp lệ thì xe chỉ được phép chạy là từ 10 tấn đổ xuống, chứ không được chạy quá 10 tấn. Thế mà chỉ chạy được trên đê thôi. Thế nhưng mà hiện tại giờ thì các cái xe trọng tải có xe lên đến từ 20 tấn đến 100 tấn là chạy như con này. Như con này bây giờ hiện tại giờ nếu mà cân thì chắc cũng phải cỡ 60 tấn đổ lên, chứ không có 60 tấn đổ xuống. Cuộc sống bị đảo lộn, cực chẳng đã, những người dân này phải gửi đơn kêu cứu lên chính quyền địa phương. Nhưng thứ họ nhận về chỉ là những lời hứa. Chúng tôi là làm hết khả năng theo cái thẩm quyền của mình, được đến đâu thì chúng làm. Thế và cái ngoài cái thẩm quyền của mình thì sẽ đề nghị cơ quan chức năng cấp trên. Những vi phạm có thể nhìn thấy bằng mắt thường và lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác. Thế nhưng chính quyền địa phương vẫn còn lúng túng trong việc tìm giải pháp xử lý dứt điểm. Bầu không khí lúc nào cũng ô nhiễm trong suốt nhiều năm. Trong khi chờ các giải pháp từ các cấp chính quyền, thì theo phản ánh của người dân, các xe tải trọng lớn ngày ngày quần thảo quanh khu dân cư, cày xới phá nát đường xá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Dư luận không khỏi hoài nghi và đặt câu hỏi về năng lực quản lý, trách nhiệm của lực lượng chức năng và chính quyền các cấp khi hoạt động này đã diễn ra trong suốt một thời gian dài. Đây là những bến bãi nằm trên địa bàn phường Phạm Thái. Theo giấy phép, thì điểm chung của những bến bãi này là để vật liệu trên bãi sông. Nhưng thực tế thì lại là hoạt động nghiền sàng, chế biến than, hóa chất và những kho bãi che chắn sơ sài, phát tán bụi, ô nhiễm vào không khí. Cũng có những cái công ty mà họ đứng chủ, nhưng mà hiện nay họ cũng sang nhượng rồi là cho thuê. Thì cái việc mà cấp phép để sản xuất thì trong đó thì sản xuất có cái nghiền sàng, tuyển nọc các cái than. Vậy thì như thế thì họ là hoạt động đúng phép hay là chưa đúng phép ạ? Cái này thì chúng tôi sẽ phải tìm hiểu thêm bước nữa. Theo giấy phép được cấp, các đơn vị vận chuyển chỉ được phép sử dụng xe tải trọng dưới 10 tấn. Nhưng đây là những gì mà chúng tôi ghi nhận tại hiện trường. Nếu kết cấu không đảm bảo mà chạy này nó sẽ om phần xi măng từ mặt cho đến mang cống rồi cho đến phần đáy cống là sẽ bị lún. Sau khi lún là sẽ bị gãy dập. Xe ở đây chạy nếu mà một ngày có tới 4-5-60 cái, có ngày đến những 5-60 cái xe chạy. Trọng tải về 5-60-70 tấn luôn ấy. Bây giờ dạn nứt đây dọc đây và trước ngay cửa nhà tôi kia còn giờ xuống thấp lửa lứt hết đường ra rồi này. Công trình thủy lợi này được đầu tư 5 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách địa phương. Những vết nứt như thế này sẽ khiến công trình không thể nghiệm thu và phải gia cố lại. Một ngày có 100-200 lượt xe hàng tồn, 5-60 tấn. 5-60 tấn là một xe. Đây những cái này.
làm lại hoàn toàn. Cái này không bao giờ để không được nghiệm thu được. Bây giờ mà các bên các lãnh đạo trong kiểm tra thì lại bảo là người ta nghĩ rằng là do chất lượng mình làm không đảm bảo. Ngay cả chính quyền địa phương cũng không nắm được những chiếc xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải này là của đơn vị nào, khiến nhiều người đặt câu hỏi nghi vấn về vai trò quản lý của chính quyền sở tại. Người dân nói rằng là có những cái xe tải trọng rất là lớn chạy qua chạy lại đó thường xuyên, chính vì thế cho nên là nó đã gây ra cái sự mất cân đối về cái kết cấu của cái cầu Đầu Trâu đấy. Và hiện tại bây giờ thì có xuất hiện rất là nhiều những cái vết nứt và người dân lo lắng rằng là đến một ngày nào đó nó sẽ lún xuống và nó hỏng. Không, cái người dân lo là cái hoàn toàn chính đáng thôi. Thế nhưng mà cái đơn vị thi công họ phải trách nhiệm cái việc đó. Thế và khi bàn giao với địa phương thì chúng tôi đưa vào quản lý thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm. Ngăn tình trạng xe quá tải hoành hành làm khổ người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình trọng yếu. Việc cần làm là chặn tận gốc, đón từ đầu. Nghĩa là bản thân các doanh nghiệp cần phải kiểm soát và tuân thủ tải trọng xe khi lưu thông, chịu trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm. Còn chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cũng phải truy trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng hoạt động không đúng giấy phép, tồn tại xe chở quá tải trong phạm vi, đơn vị, địa phương do mình quản lý. Đến thời điểm này, khoảng trên 60% hộ dân của huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã được tiếp cận hệ thống và sử dụng nước sạch sinh hoạt. Từ kết quả này, huyện Ba Vì phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành mục tiêu 100% hộ dân nông thôn miền núi được cấp đủ nước sạch sinh hoạt. Những ngày này, bà Cải và cả gia đình đều phấn khởi khi hệ thống nước sạch đã được lắp đặt tới đầu ngõ, chấm dứt nhiều năm phải dùng nước giếng khoan không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhà tôi là đang dùng nguồn nước là nước giếng khoan. Thế nhưng mà nếu như nói là đảm bảo thì cũng chưa đảm bảo, bởi vì nó còn nhiều vôi lắm. Thế bây giờ có nước sạch thì gia đình nhà tôi là sẽ ủng hộ. Cũng mong lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ mới có. Giống như bà Cải, hàng trăm hộ gia đình ở đây đều mong chờ có nước sạch để dùng. Ngày đơn vị thi công triển khai hệ thống nước sạch như ngày hội của làng. À, bây giờ thì nhà nước có cái chủ tiêu là đưa nước sạch về ở nông thôn. À, tôi cũng rất là phấn khởi vì nhà nước đã cùng cấp nước sạch về cho dân xã Thuần Mỹ. Giếng khoan thì nó có rất nhiều các cái chất hóa chất, ví dụ như là vôi này rồi là lưu huỳnh thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc sinh hoạt của nhân dân. Chính vì vậy thì chương trình nước sạch về với dân Thuần Mỹ thì rất là mong ngóng. Còn tại Minh Châu, xã đảo duy nhất của thủ đô, việc đưa nước sạch về đây được coi là kỳ tích trong quá trình gần 70 năm thành lập và phát triển của xã. Mình là sau rất nhiều năm, nói chung là nhiều đời rồi. Nhiều đời là toàn dùng cũng các loại giếng. Bây giờ được nước sạch thì nói chung là cũng vui. Dân phấn khởi lắm. Các cơ quan của bộ rồi thành phố thì đã cấp phép cho huyện theo phương án là đưa nước sạch qua khoan để qua lòng sông và cấp cho bà con nhân dân ở xã đảo. Hiện nay thì số lượng bà con đăng ký trên 90% để đề nghị cấp nước sạch. Là đơn vị triển khai nước sạch cho toàn huyện Ba Vì, trừ 3 xã miền núi, công ty cổ phần nước sạch sông Đà Ba Vì cho biết, đơn vị đã hoàn thành các hạng mục cải tạo trạm bơm nước thô, lắp đặt máy bơm, hệ thống điện đảm bảo công suất 100.000 mét khối một ngày đêm, sẵn sàng cấp nước sạch đến các hộ dân. Về thực hiện cái chủ trương của thành phố cũng như là của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Ba Vì giao nhiệm vụ thì hội đồng quản trị, ban đốc công ty cũng đã có cái kế hoạch xây dựng cho phát triển tiếp theo. Thứ nhất là cũng chuẩn bị về nhân lực, về nguồn tài chính, phòng khi là có thể nâng công suất cao hơn nữa. Kết hợp với đó nữa là phòng cả những cái hạn hán thì có thể là nó cái nguồn khai thác nước mặt nó thấp đi thì chúng tôi cũng đã có những cái phương án để khắc phục cái việc đó, để đảm bảo cấp nước ổn định và an toàn với công suất từ 100.000 mét khối ngày đêm. Với đặc thù ba xã miền núi khó khăn là Minh Quang, Ba Vì, Khánh Thượng, năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương cho phép hỗ trợ nguồn vốn ngân sách để huyện Ba Vì triển khai thực hiện dự án cấp nước sạch. Huyện Ba Vì đang tích cực hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư, sớm hoàn thành dự án, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025, 100% hộ dân của huyện có nước sạch sinh hoạt.